Vừa 11 giờ 11 phút, đồng hồ đã đổ chuông. Liệu người có nhớ em như cái cái em nhớ anh? Đời mong mãi lời tỏ tình mà cứ sao anh lắng thinh. Nói ra lời yêu em khó vậy sao? Phải làm sao? Ừ thì tụi mình quen nhau cũng đã lâu rồi, chẳng phải hẹn hò mà chỉ là bạn bè thôi. Đôi khi chuyện trò, đôi khi rap story nhau, lâu lâu gặp mặt buồn mấy câu ai ngờ đâu. Một chiều nắng nhạt tự xem trái tim em như dồn vang, lúc anh nhìn mây trôi nhẹ nhẹ điều hiểu gió thêm dịu dàng. Vô tình tay nắm tay ngăn cảm xúc trên lớp đầy, à thì ra là em đã yêu từ hôm ấy. Vừa 11 giờ dòng tin